quý vị thưa các bạn, đối với những vùng đất mà thiên nhiên đã ban tặng để nó phù hợp với một loại cây đặc sản có giá trị kinh tế thì chắc chắn nơi đó đời sống kinh tế của bà con nông dân sẽ có điều kiện vươn lên. Đối với vùng đất xã Mỹ Hòa của thị xã Bình Minh thì cũng vậy, bưởi năm roi là đặc sản của nơi này. Mặc dù đã trải qua những nốt thăng trầm khác nhau trong thời gian vừa qua, nhưng mà có rất là nhiều bà con nông dân đã cố gắng vượt qua những thử thách và cố gắng không chạy theo phong trào trồng chặt để mà tiếp tục làm giàu với cây đặc sản này. Ngày hôm nay chương trình Nông dân miền Tây xin giới thiệu đôi nét về những nông dân như vậy. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một khi đã bước vào vùng đất Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, hễ phóng tầm mắt đến đâu thì sẽ thấy bưởi năm roi đến đó. Vì ở đây ai ai cũng trồng giống bưởi này. Nhà nào đất ít thì trồng vài cây, đất nhiều thì trồng chuyên canh cả điều bưởi. Nhà nhà trồng bưởi, người người trồng bưởi. Người ta nói vui, cây bưởi là cây làm giàu cho bà con xứ Mỹ Hòa. Bởi đất này đặt bưởi năm roi xuống là tốt ngay, rất dễ trồng, dễ chăm sóc mà năng suất lại đạt cao. Nhiều người dân còn nhớ khoảng hơn 20 năm trở về trước, khi đê bao thủy lợi chưa đồng bộ, những nơi chưa có điều kiện lập vườn thì bà con vẫn còn phải trồng lúa, đời sống kinh tế rất khó khăn. Chẳng hạn như gia đình ông Lê Văn Quạnh ở ấp Mỹ Phước 2, được cha mẹ cho 2 công đất ruộng, gia đình không đủ sống, lầy lất mãi đến khi ông quyết tâm học hỏi và chuyển sang mô hình trồng bưởi năm roi đến nay, cuộc sống mới khá hơn. Bây giờ, đất bưởi đã nở thêm gần chục công. Những năm cao điểm, gia đình thu hoạch gần 40 tấn trái, thu về vài trăm triệu đồng. Gia đình khấm khá lên, các con của ông đều có cơ ngơi riêng ổn định. Ông Quạnh chia sẻ, nếu không trồng cây bưởi cách nay 16 năm, có thể gia đình ông đã bán đất đi làm thuê rồi, chứ không thể vươn lên làm giàu từ trồng lúa được. Ông thầm nghĩ, thiên nhiên đã ban tặng cho vùng này trồng được cây bưởi năm roi tươi tốt, chất lượng ngon đặc biệt, nên tiếng lành mới đồn xa. Vì vậy mà ông mãi chuyên tâm theo cây bưởi này. Hồi xưa học cách trồng sao cho cây có trái là đạt, nhưng quá trình canh tác đòi hỏi người nông dân phải biết ăn theo thuở, ở theo thời. Nghĩa là phải biết nhiều hơn về các tiến bộ khoa học kỹ thuật để trồng bưởi, chứ không chỉ đơn thuần dựa vào kinh nghiệm. Ông Quạnh cũng rất nhạy bén, khi các tổ chức như Hội Nông Dân, Hội Làm Vườn, xã có mở lớp tập huấn là tham gia ngay. Nhờ vậy mà kiến thức của ông về cây bưởi năm roi không ngừng được trao dồi, cập nhật. Bây giờ ông đã biết tỉa cành, tạo tán, biết làm trái nghịch vụ, biết hạn chế sử dụng phân thuốc hóa học, dần chuyển đổi kỹ thuật canh tác theo hướng hữu cơ để tạo ra sản phẩm an toàn, phù hợp với yêu cầu hội nhập. Chẳng những vậy, ông còn vận động bà con xung quanh cùng làm giống như mình. Đặc biệt là trong những năm tháng bưởi năm roi gặp khó khăn, gia đình ông cũng vậy, nhưng ông vẫn luôn nghe ngóng, nắm bắt thông tin để tìm cách vượt qua. Quê tôi Mỹ Hòa trồng bưởi là tốt, lên trồng đâu là đạt đó. Rồi nông dân tôi mới truyền nhau ra trồng bưởi, nó là nó phân không có gì phân phướng chứ á. Rồi sau này nhờ ở trên đưa xuống khoa học kỹ thuật này nọ, rồi áp dụng là đạt yêu cầu bưởi, rồi bà con mới thấy vậy là Mỹ Hòa phải là kiên trì trồng cây bưởi. Nông dân đây nhờ bưởi cất nhà tường. Khi mà mười mấy năm qua chú phát triển, chú trồng cây bưởi như vậy đó, có trải qua một số những khó khăn chú còn nhớ không? Một thời gian trồng bưởi là có một thời gian đó là bưởi nói là ăn bệnh gì đó không bán được, làm nông dân cũng ngã hết trơn ha, mà cũng nông dân cũng kiên trì rẻ, rồi sau này đó cũng phát triển lại được. Sau đó một thời gian sau 2011 ha, là cũng có một trận thất thiệt của nông dân vì bị con sâu đục trái đó cô. Rồi đó cũng nhờ nhà nước hướng dẫn về cách là sử dụng diệt con sâu đục trái. Trước nhất là hội nhà vườn hướng dẫn là phải phát cỏ cho nó sạch sẽ, không có con bướm. Trước là con bướm đó, con bướm nó đẻ lên nó trên cái trái, nó thành cái trứng. Rồi có nhờ khoa học kỹ thuật đó, người ta hướng dẫn cho mình tứ rồi đó, từ từ sau này giảm mà nông dân mình được có mấy phấn khởi được nhờ cây bưởi. Chú còn nhớ trong những cái lúc mà gặp khó khăn vậy thì gia đình mình đã bị thiệt hại như thế nào chú nhớ không?
gia đình cũng thiệt hại thì cũng cỡ là 50-60% gì đó. Nó hư trời ơi, sâu dữ lắm. Rồi mình cũng nhờ kiên trì, mình tập dịch, mình tứ nó diệt được, ta được rồi mới che bự nó có giá lên. Thì nói chung lúc đầu cũng mới, không có biết. Vì thế là tính là sâu lục trái nó nằm cái dạng là cho ăn, hơi xài đối với cái trái. Rồi sau khi đối với bà con dân cái nhà vườn á, thì mới báo động. Vì thế đó, đối với hội làm vườn thì xã Thành Binh có quan hệ trạm nông như phòng kinh tế đề nghị về trên để có những cái bước để dập dịch. Thì nói chung cái bước đầu thì các cái ngành chức năng xuống để coi như để giám sát, để nắm lại cái tình hình coi cái con sâu lục trái nó ở thế nào. Thì nói chung qua cái thời gian đó thì ở trên có chủ trương là xuống họp với các nhà vườn, đồng thời cấp thuốc để xử lý cái bước đầu. Nói chung sau khi cái cấp thuốc xử lý cái bước đầu coi nó có mang là hiệu quả là tứ lúc là bưởi còn nhỏ, rồi sau khi có chủ trương cho bọc trái. Nhưng mà sau đối với nhà vườn sau này thì cái dạng bọc trái thì nó cái thực hiện thì nó mang lại hiệu quả, nhưng mà cái công lao thì coi như nó rất là lớn với nhà vườn. Vì thế đối với công tác hội thì với các cái nhà vườn mới tập hợp lại coi như thành các cái tổ để tứ để diệt. Mà nếu mà tứ mà hồi vườn này mà diệt mà tứ bên đây bên kia thì coi như nó không có mang hiệu quả. Vì thế tứ đồng loạt thì trong cái thời gian tứ đồng loạt là đối riêng đối Mỹ Hòa không có mang lại hiệu quả. Nhiều nông dân bây giờ vẫn thường nói trồng lúa thì ứng phó với dịch rầy nâu, bệnh dằn lùng và lùng xoắn lá. Trồng nhãn thì gặp dịch chỗ rồng, cây có muối gặp dịch vàng lá gân xanh, vàng lá thối rễ. Riêng bữa năm rồi mấy năm trước cũng đã bị tin đồn thất thiệt, ăn bị bệnh, sau đó lại còn bị dịch sâu đục trái toàn dùng. Nếu gặp thời may thì dập dịch thành công, còn không may thì coi như rũ bỏ. Theo số liệu chưa đầy đủ, lúc cao điểm bị sâu hại tấn công năm 2012-2013, mỗi ngày ước có trên 1.100 hecta bưởi của Mỹ Hòa bị sâu hại tấn công, với tổng giá trị thiệt hại lên đến gần 1 tỷ đồng. Theo đó, cứ mỗi tháng qua đi, bà con xã này đã bị thất thoát đến vài chục tỷ đồng. Song, với sự đồng lòng và quyết tâm của bà con, cùng với các cấp, các ngành, nhiều giải pháp khác nhau đã được triển khai thực hiện. Cuối cùng đã dập dịch thành công, cây bưởi phát triển trở lại. Theo thông tin gần đây, bưởi năm roi đang chịu sự cạnh tranh về mặt lợi nhuận với giống bưởi da xanh. Một số nhà vườn mong muốn chuyển đổi. Tuy vậy, cũng có không ít bà con vẫn quyết tâm theo đuổi giống cây có múi đặc sản lâu đời của quê mình, bưởi năm roi. Bởi theo tính toán của bà con, bưởi này tuy giá bán trung bình là 15.000 đồng một ký, nhưng với kỹ thuật hiện nay, năng suất từ 3 tấn rưỡi đến 4 tấn một công, bà con vẫn thu trên 50 triệu đồng một công. Hơn nữa, về kỹ thuật canh tác, bà con cũng đã quen với giống bưởi này. Nên cho dù thu nhập có thấp hơn đôi chút so với bưởi da xanh, nhưng bà con vẫn không thể bỏ cây bưởi thân quen này. Hộ của ông Nguyễn Hoài Sơn ở ấp Mỹ An trồng vườn bưởi 15 năm nay, diện tích không nhiều, chỉ 3 công rưỡi, nhưng hàng năm thu nhập trên 150 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn phát huy lợi thế nghề nuôi heo từ nhỏ. Trước nuôi ít, sau nuôi nhiều. Giờ được 8 con nái, mỗi năm cho 16 bầy heo con, với gần 200 heo giống bán cho hộ chăn nuôi heo thịt. Gia đình ông cũng có thêm thu nhập gần 100 triệu đồng. Giờ đây, ông đã xây dựng cho mình mô hình kinh tế VC khá vững chắc để góp phần cùng chính quyền, đoàn thể thực hiện các phong trào khác của địa phương. Gần đây nhất, ông cũng vận động bà con liên kết thành lập tổ hợp tác tham gia mô hình trồng bưởi theo chuẩn Lô Banh Gáp do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng để dần đưa bà con tiến tới sản xuất sản phẩm cạnh tranh thị trường quốc tế. Nghĩa là phải đầu tư chiều sâu cho mảnh vườn để nâng cao chất lượng sản phẩm, quảng bá thương hiệu, qua đó làm gia tăng giá trị lợi nhuận chứ không chỉ chạy theo số lượng đơn thuần như trước đây. Từ những bà con người ta trồng trước ở trong khu vực của mình đó, có những cái mô hình người ta trước khi có đề bào người ta cũng vẫn trồng, người ta cũng vẫn bao đê người ta trồng. Rồi mình thấy là cái hiệu quả của cái cây bưởi này nó cũng tốt so với cái địa phương này, cho nên mình cũng lấy cây đó làm cây để mà gia đình mình trồng luôn. Thì tôi lên bờ hồi năm 2000, lúc đó là được nhà nước địa phương hỗ trợ đề bào khép kín là ở nguyên khu vực rồi. Thì mình lên vườn mình trồng thì khoảng
4 năm sau thì cái thu nhập của bưởi thì nó đã ổn định rồi đó. Về kinh tế ở gia đình thì cũng được là khá hơn lúc trước. Cũng được biết là gần đây thì chú cũng có tham gia cái chương trình mà mình trồng bưởi theo cái tiêu chuẩn RoboGap, thì chú đã có cái sự nhận thức như thế nào mà chú mạnh dạn trồng theo cái mô hình này ạ? Đối với cái cây bưởi mà canh tác theo cái hướng RoboGap thì tôi thấy là có được những cái lợi ích. Cho thứ nhất là cho bên gia đình, tức là cái người canh tác mình hiểu được cái những cái mà kỹ thuật chăm sóc vườn hay là an toàn về bên cái người mà đang canh tác. Thứ hai nữa là môi trường mình nó cũng được là sạch hơn, bảo vệ được cái môi trường, cái nguồn nước. Bởi vì mình theo cái chương trình lên gáp thì mình quản lý được những cái loại thuốc sâu là độc hại, không phun xịt nó. Rồi là mình làm ra được những cái sản phẩm mà trên thị trường là sản phẩm sạch để mà cho người tiêu dùng, người ta an tâm, người ta tiêu dùng. Dạ chú, đối với nghề nuôi heo thì chú tính sao ạ? Bây giờ là nuôi được 8 con nhưng mà sắp tới mình nuôi khoảng là trên 10 con. Rồi mình mở ra trang trại là heo thịt. Đó, làm kết hợp với lại hầm bioga để mà mình làm cho cái có khí đốt với lại môi trường nó sạch sẽ hơn. Mỗi năm thì chú gả bày ra, chú bán heo con cho người ta nuôi. Nhưng mà sau này là có điều kiện là nuôi hết luôn hả? Đúng rồi, bây giờ là mình làm cũng như cái quy trình nó khép kín luôn, tức là mình sản xuất ra heo con là mình nuôi tới heo thịt mình bán luôn, chứ không còn bán heo con như trước nữa. Hồi trước đây thì mình cái vốn mình nó ít thì mình chủ yếu mình làm tới heo con là mình bán cho người ta nuôi thôi. Nhưng bây giờ là cái vốn mình nó nhiều rồi, mình cũng làm chuồng trại nó rộng ra rồi chăn nuôi cho nó nhiều hơn để mà mình thu nhập cũng nhiều hơn lúc trước. Với lại con biết là cái nghề nuôi heo thì thật ra giờ lời cũng mau lắm đúng không? Mình nhờ cái số lượng nhiều hết chứ ha? Đúng rồi, nuôi heo thì bây giờ cái giá cả thị trường nó cũng bấp bênh, cho nên là do cái kỹ thuật chăn nuôi, rồi do cái kinh nghiệm của mình làm sao mà cái chi phí thức ăn của heo nó giảm xuống mới có được lời nhiều. Việc phát triển kinh tế vườn đơn thuần hay kết hợp vườn theo hệ sinh thái VAC còn tùy vào điều kiện của từng hộ gia đình mà áp dụng. Nhưng tất cả các mô hình này đều được khuyến khích nhân rộng để giúp làm gia tăng giá trị lợi nhuận trên cùng đơn vị diện tích cho nông hộ. Hiện tại, với gần 1.200 hectare bưởi năm roi, Mỹ Hòa vẫn là địa phương đứng đầu trong tỉnh về diện tích cây ăn trái đặc sản này. Trong đó có khoảng 50% số hộ có kết hợp kinh tế vườn với các mô hình khác và hầu hết đều cho thu nhập ở mức khá. Cùng đồng hành với bà con trong tiến trình xây dựng nông thôn mới và hội nhập, địa phương cũng đang phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan hỗ trợ bà con phát triển bền vững cây bưởi năm roi trên vùng đất này. Hiện nay đối với Mỹ Hòa cũng có là ba cái tổ hợp tác sản xuất mà áp dụng cái chương trình RoboGap, và cũng có một cái hợp tác xã thì đang củng cố đi vào hoạt động nó ổn định. Trong cái thời gian tới thì xã sẽ tiếp tục là tranh thủ trên là cũng tiếp tục chuyển giao các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, như là áp dụng các cái chương trình RoboGap, Việt Gap nhằm sao nâng cao cái năng suất rồi cái chất lượng để mà mình cạnh tranh với cái thời hội nhập. Thì bên cạnh thì đối với xã thì cũng có hàng năm cũng tập trung là duy tu gia cố đập ngồi để bảo vệ rừng cây ăn trái, đồng thời là đầu tư tranh thủ trên đầu tư mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn để vận chuyển hàng hóa cho bà con thuận tiện. Thì bên cạnh thì đối với xã hiện nay thì cũng có là 3 công ty và trên là 20 cái vựa bưởi đóng địa bàn và hàng trăm cái thương lái đã giúp cho dân của Mỹ Hòa tiêu thụ bưởi rất là thuận tiện. Sẽ liên kết lại là những như mỗi một ấp trước rồi mới tới xã, rồi các xã mới liên kết lại phân công cái gãi vụ ra để cho sản phẩm nó không bị động á. Như ở đây á, thì đối với vùng bưởi này thì những năm qua thì thường xuyên hàng năm là có mở những cái lớp tập huấn là sản xuất theo cái hướng gáp. Để rồi thứ hai nữa là qua đó vận động cho hội viên á, nhà vườn để sản xuất theo hướng gáp là một, hai là sản xuất theo cái hướng hợp tác á, hợp tác lại với nhau. Thứ ba nữa là tập huấn về kỹ thuật, về phòng trừ sâu bệnh, rồi về cái làm sao để nâng cái chất lượng của trái cây, của trái bưởi này lên. Mới đây là cái Việt Nam mình đã ký cái hiệp định là TPP đó, xuyên Thái Bình Dương đó, thì những cái thế sức của mặt hàng nông sản này cũng lại tiếp tục bằng không nữa.
Thành ra cái nếu mà không vận động bà con mình sản xuất theo cái hướng vệ sinh an toàn thực phẩm mà được chứng nhận đó, thì khi mà cái hàng nông sản của nước ngoài nó trong hiệp định đó thì tràn vào đó, thì coi chừng là sản phẩm mình sẽ thua trên sân nhà. Thành ra vận động bà con cố gắng là sản xuất chất lượng và theo cái tổ hợp tác cho nó đồng nhất với nhau. Bưởi năm roi, một trong những đối tượng nằm trong danh sách cây ăn trái đặc sản của Vĩnh Long, cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị là giống cây trồng có thế mạnh, cây xóa nghèo và cũng là cây làm giàu của người dân xã Mỹ Hòa nói riêng và vùng đất Bình Minh nói chung. Với những dự án nâng chất vùng chuyên canh bưởi này theo chiều sâu trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh nhà, tiến tới hội nhập sâu rộng vào thị trường quốc tế, hy vọng bà con nhà vườn Mỹ Hòa sẽ còn gặt hái thêm nhiều thành tựu to lớn hơn để được tiếp tục làm giàu bằng chính giống cây ăn trái đặc sản của quê hương mình. Kính thưa bà con, thưa quý khán giả, chương trình Nông dân miền Tây của Đài Truyền hình Vĩnh Long ngày hôm nay đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.